Cô xin chào các bạn. Thân chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, bình an các bạn nhé. Ngày hôm nay mình có một món quà rất là hết sức ngạc nhiên từ con gái đang ngủ các bạn ạ. Thì con gái kêu là đi ra ngoài gara mang đồ vô giúp cho con gái đang ngủ mà đang say ke nữa. Rồi mình mới nói là tại sao không kêu người khác mà lại kêu mình như vậy. Con mình nhất quyết phải kêu mình ra cho bằng được các bạn. Khi mình ra tới nơi thì con gái nói đây là món quà sinh nhật con gái tặng cho mình các bạn. Mercedes. Nhưng xe này đời 2017. Và đây. Đây là chìa khóa. Bây giờ mình mở cho các bạn xem nha. Bây giờ tối quá thì thật sự quay chắc cũng không đẹp gì đâu. Mình cũng chưa có biết ở bên trong như thế nào. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Khi mình mở chìa khóa thì nó sẽ lên một cái hình này các bạn. Một cái đèn nó rọi xuống dưới gạch xi măng đó các bạn. Wow, quá tuyệt vời không ạ? À? Đẹp quá nè. Wow, lúc mình ở bên Việt Nam thì con mình cũng đã gửi hình chiếc xe này cho mình coi rồi, và con mình hỏi mình có thích hay không, thì mình trả lời với con mình rằng là bao lâu nay mẹ chỉ chạy BMW thôi, không có chạy Mercedes. Thì mình chỉ trả lời một câu như vậy thôi à các bạn. Nhưng mà bây giờ thì ngày hôm nay thật là một sự rất ngạc nhiên. Món quà sinh nhật đến quá sớm. Con mình có nói là đúng ra là chờ tới ngày Giáng sinh để cho mẹ khui quà luôn, nhưng mà ngày hôm đó sẽ không có lấy được xe, cho nên là thôi mấy ngày hôm nay thì trời ở đây lạnh lắm, con mình rảnh cho nên đi lấy xe luôn. Trước cũng vậy, sau cũng vậy, chứ gần tới những ngày đó thì các bạn biết làm nail thì thật sự là ai cũng rất là bận rộn trong những ngày đó. Quá đẹp phải không ạ? Xe này ở bên trong thì nó khác những chiếc xe mỗi khi các bạn ạ. Đây, đây là ở bên trong. Hiện tại bây giờ thì tối rồi và con đi làm về cũng mệt quá, cho nên là thôi mình cũng chỉ muốn quay như vậy cho các bạn xem thôi, rồi để ngày mai ban ngày mình leo lên ngồi lái thử coi coi là như thế nào. Ghế da các bạn, màu cũng đẹp nữa, mình cũng rất thích màu này. Và đây là cái giống như là cái màn hình của GPS. Và nó nhắc nhở mình là nhớ đừng có quên chìa khóa khi xuống xe. Oh, cái xe này nó hơi có cái khác nè các bạn. Xe thường thì cái chỗ này là cái chỗ cho mình gạt tay lái, mình vô số đúng không? Nhưng mà xe này nó lại không có cái vô số chỗ này, mà nó lại là ở đây. Nó vô số ở đây các bạn. Nè, các bạn thấy không? Wow, đẹp thật. Thôi, tạm thời thì mình chỉ quay được như vậy cho các bạn xem thôi. Còn chưa có muốn lái thử bây giờ, thì thật sự cũng chưa có biết lái nữa. Mỗi xe mỗi khác, cho nên là cũng không muốn là lỡ có chuyện gì thì để tới ngày mai tính. Tạm thời thì chỉ giới thiệu sơ với các bạn như vậy về món quà sinh nhật của mình. Wow. Đẹp quá. Quá đẹp các bạn. Chưa có bản số luôn.
Wow, các bạn thấy sao? Xe này đời 2017, tức là nó đã ra 2 năm trước rồi các bạn. Thích nhất là cái đèn này nè các bạn. Mỗi lần mà mình mở xe, mình bấm chìa khóa một cái là cái đèn nó nổi lên liền. Thích quá à, dễ thương quá à. Nè. Quá đẹp. So cool ha. Yes, I open. Yes, I do it. I do it right here. Right here. It's so beautiful. Một chút sơ lược về món quà Giáng sinh của mình. Đến với các bạn. Thích nhất là cái đèn. Ngày mai mình sẽ quay chi tiết món quà sinh nhật này cho các bạn xem, và mình sẽ cho các bạn biết thật là rõ về mua xe ở bên Mỹ như thế nào, và chiếc xe này bao nhiêu tiền, và xe ra khỏi cửa là bao nhiêu tiền các bạn nhé. Để các bạn có sự so sánh và cũng có thể biết được rằng là ở bên Mỹ mua xe dễ hay khó và như thế nào. Rất là cảm ơn con gái. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau sẽ chi tiết hơn. Thân chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Mong rằng mùa Giáng sinh đến, hết tất cả chúng ta ai cũng sẽ có được một món quà từ người thân, bạn bè các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới ở Việt Nam vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh, và chúc các bạn ở bên Việt Nam và chúc các bạn ở bên Mỹ. Giờ này thì chắc các bạn cũng đã đi về tới nhà và đã có một bữa ăn tối thật là ngon lành bên gia đình, người thân của mình rồi. Chúc các bạn ngon miệng, và một lần nữa chúc các bạn ở bên Mỹ ngủ ngon các bạn nhé. Bên mình mấy hôm nay lạnh lắm các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.